BMW M235i Gran Coupe 2020, công suất 301 mã lực, giá hơn 1 tỷ, đe dọa Mercedes-Benz A-Class, Audi A3. BMW M235i Grand Coupe 2020 sở hữu thiết kế đậm chất thể thao, khả năng vận hành mạnh mẽ. Xe có giá từ 45.500 đô la tương đương 1,055 tỷ đồng. Cạnh tranh với Audi A3, Cadillac City 4 Mercedes-Benz A-Class và Mercedes-Benz CLA. Trái tim của BMW M235i Grand Coupe 2020 là động cơ 4 xi lanh tăng áp với dung tích 2 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 300 linh một mã lực từ 5.000 đến 6.250 vòng một phút. Mô xoắn cực đại 450 Nm từ 1.750 đến 4.500 vòng một phút. Hộp số tự động 8 cấp của ZF kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian x -Drive. Hệ dẫn động này có thể cung cấp toàn bộ sức kéo tới bánh trước khi lái xe ở trạng thái ổn định nhưng khi cần thiết nó có thể phân bổ đều cả cầu trước và cầu sau nhằm tăng độ bám đường. Xe Hot 21 phần 3 Bảng giá xe Hyundai tháng 3, Suzuki giới thiệu ô tô siêu rẻ. Với sức mạnh kể trên, BMW M235i Grand Coupe chỉ mất 4,9 giây, để tăng tốc từ 0 đến 100 km h vận tốc tối đa, được giới hạn điện tử ở mức 250 km h mức tiêu hao nhiêu liệu ở đường hỗn hợp từ 6,7 đến 7,1 lít 100 km. Lượng khí thải CO2 từ 153 đến 162 g 1 km. M235i Grand Coupe. Được trang bị vi sai chống trượt giới hạn Torsen. Hệ thống lái, phanh, và hệ thống treo M-Sport tiêu chuẩn. Mẫu xe thể thao này sử dụng piston mới, thanh kết nối, và trục khuỷu được gia cố. Hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng với quạt 850W. Một số trang bị tiêu chuẩn trên BMW Kép M235i Grand Coupe 2020 gồm bộ la giang hợp kim 18 inch phanh M Performance. Bên trong khoang cabin, ghế ngồi thể thao, bọc da, vô lăng ba chấu thể thao tích hợp các nút bấm, M235i Grand Coupe, được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng xung quanh không gian nội thất, màn hình giải trí 8 inch. Tích hợp sẵn Apple CarPlay, điều khiển bằng giọng nói, dàn âm thanh 10 loa. BMW M235i Grand Coupe 2020 sở hữu kích thước 4534 x 1801 x 1420mm. Chiều dài cơ sở 2670 mm, trọng lượng 1635 kg. Thiết kế tổng thể của xe mang phong cách cổ điển nhưng không kém phần hiện đại, M235i Grand Coupe vẫn sử dụng lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng. Cản trước và hốc hút gió phía trước kích thước lớn. Đèn pha LED tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày. Đuôi xe gây ấn tượng với đèn hậu LED mỏng, cụm ống xả kép bố trí đối xứng. BMW M235i Grand Coupe 2020 có giá khởi điểm 45.500 đô la tương đương 1,055 tỷ đồng, xe cạnh tranh với các đối thủ như Acura ILS, Audi A3, Cadillac City 4, Mercedes-Benz A-Class và Mercedes-Benz CLA. Mọi người rất muốn biết bạn nghĩ như nào? Hãy để lại bình luận dưới video nhé! Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!